Mến chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong nước và quốc tế ở 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Quý vị và các bạn, liên tục những hình ảnh về cảnh xả lũ ở Trung Quốc cho thấy một mùa mưa lũ bất thường mang lại nhiều tai ương cho người dân nơi đây. Những trận mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc, trong đó các tỉnh Hồ Bắc, Chiết Giang và Giang Tây hứng chịu thảm họa nặng nề nhất. Hồ chứa Tân An, hồ chứa lớn nhất ở vùng Hoa Đông thuộc tỉnh Chiết Giang xả lũ liên tục trong hơn 60 giờ đồng hồ. Cảnh tượng giống như bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng. Thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam mưa bão liên tục trong nhiều ngày, khiến mực nước ở nhiều con sông dâng cao. Hôm thứ Hai, một người đàn ông ở huyện Vũ Lăng Nguyên đã mạo hiểm thả lưới để đánh bắt cá. Kết quả không may rơi xuống dòng nước đang chảy xiết. Chỉ vòn vẹn 6 giây, nước lũ đã nuốt chửng và cuốn trôi người đàn ông. Một người trên bờ tình cờ đã quay lại cảnh tượng kinh hoàng này. Đoạn video cho thấy một người đàn ông thả lưới bên sông chảy xiết để đánh bắt cá. Sau vài giây, anh ta bị nước lũ kéo xuống sông và ngay lập tức bị dòng lũ cuốn trôi. Mặc dù người đàn ông đã gắng sức vùng vẫy nhưng không thắng được, thấy nước cuồn cuộn. Kết quả anh đã biến mất trong dòng nước lũ. Cùng ngày, chính quyền huyện Vũ Lăng Nguyên đã đưa ra thông báo nói rằng người đàn ông rơi xuống nước họ Đường là nhân viên bảo vệ của một công ty dịch vụ ở thị trấn Trương Gia Giới. Cùng ngày hôm đó, hết giờ làm việc, anh đã cùng đồng nghiệp đi dọc bờ sông. Khoảng 4 giờ 15 phút, người đàn ông họ Đường bất ngờ rơi xuống nước. Đến nay vẫn không rõ tung tích. Mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc đã kéo dài hơn 1 tháng, tình hình lũ lụt đã mở rộng ở nhiều tỉnh. Ngoài ra, hồ chứa Tam Hiệp đang toàn lực xả lũ, mực nước dọc theo bờ từ đoạn sông Dương Tử, từ hồ Động Đình, huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc đến cửa biển ở Thượng Hải, toàn bộ đều vượt ngưỡng cảnh báo. Từ những video được đăng tải trên mạng cho thấy, từ tuần trước, từ sau khi con đập Tam Hiệp bắt đầu xả lũ, nhiều thành phố của tỉnh Hồ Bắc ở hạ du con đập như Nghi Xương, Vũ Hán đã bị ngập nặng. Đến ngày Chủ nhật, mực nước sông Dương Tử đã tăng thêm 3,5 m. Hiện tại công viên Giang Than ở Hán Khẩu đã bị ngập hoàn toàn. Với độ sâu hơn 2 m, cồn đất Bạch Sa ở lòng sông Dương Tử bị ngập hoàn toàn. Hôm thứ Bảy, đập Tam Hiệp xả lũ từ 25.000 m3 mỗi giây trước đây, hiện tại đã lên đến 55.000 m3 mỗi giây, cộng với mưa lớn mỗi ngày ở Trung và Hạ Lưu. Một cư dân mạng viết trên Twitter rằng 55.000 tấn nước đổ xuống mỗi giây, 180 triệu tấn trong một giờ, 4,32 tỷ tấn trong một ngày. Và dung tích chứa nước của toàn bộ Hồ Tây là 14,29 triệu tấn nước, tương đương với việc đổ 3.023 Hồ Tây xuống Hạ Lưu từ Tam Hiệp xả lũ trong một ngày. Hạ Lưu không chịu nổi, mưa lớn liên tục ở lưu vực sông Dương Tử đã lan đến vùng Hạ Du, khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao. Đài quan sát khí tượng Thượng Hải cũng đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh. Chính quyền địa phương cũng nâng mức cảnh báo khẩn cấp đối với lũ lên cấp 4. Đập Tam Hiệp xả lũ khiến mực nước sông Dương Tử cao và đổ dồn về phía Hồ Bà Dương, cộng thêm tác động của mưa lớn kéo dài liên tục. Hôm thứ Hai, mực nước Hồ Bà Dương và các nhánh sông đã tăng mạnh gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Toàn bộ tỉnh Giang Tây đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp. Hôm thứ Ba, mực nước của bờ đập Trung Châu, huyện Bà Dương đạt 23,93 m, vượt quá mực nước báo động 4,43 m. Mực nước cổ huyện Độ, con sông bên bờ đập Trung Châu đạt 23,87 m, vượt quá mực nước cao nhất năm 1998 là 0,69 m. Sau thời gian dài bị ngâm trong nước, cộng thêm đất ở thân đê chất lượng kém, khả năng chống thấm yếu, khoảng 9 giờ 35 tối thứ Hai, bờ đập Trung Châu đã bị vỡ, gần 20 làng xã bị ngập, nước lũ ngập đến tận mái nhà. Không chỉ thảm họa ở lưu vực sông Dương Tử trầm trọng mà hồ chứa đập Tân An, con đập lớn nhất ở vùng Hoa Đông nằm ở thượng nguồn của sông Tiền Đường cũng đang đối mặt với thử thách nghiêm trọng. Theo dữ liệu mới nhất từ chính quyền Trung Quốc, việc xả lũ đã được thực hiện vào lúc 10 giờ ngày thứ Tư đến 15 giờ ngày thứ Sáu. Tổng lượng nước xả của hồ chứa Tân An hay còn gọi là hồ Thiên Đảo là 1,498 tỷ mét khối. Trong đó lượng nước xả từ cửa cống là 1,263 tỷ mét khối. Dựa trên dung tích khoảng 14,5 triệu mét khối nước của hồ Tây Hàng Châu mà tính, tổng lượng nước xả trong khoảng 53 giờ của con đập này bằng khoảng 90 lượng nước của Tây Hồ. Hồ chứa Tân An được hoàn thành vào năm 1959 và là hồ chứa lớn nhất của vùng Hoa Đông, với tổng dung tích lưu trữ là 21,626 tỷ mét khối nước. Đây là dự án kiểm soát nước quan trọng nhất ở thượng nguồn sông Tiền Đường. Có video cho thấy tình huống hồ chứa Tân An mở toàn bộ 9 cửa cống xả lũ. Có thể thấy rằng nước lũ cuồn cuộn dâng cao và một cây cầu ở hạ nguồn con đập đã bị dòng nước lũ đánh sập. Cộng thêm sắc trời u tối, không ít cư dân mạng đã kêu lên sống hệt như bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng vậy. Có người thậm chí đã quay lại video hiện trường thành phố dọc theo sông Tân An trước và sau khi xả lũ. Khi mở một cửa cống xả lũ, cái đình nghỉ mát ở bên bờ sông bị ngập một nửa. Khi mở 5 cửa cống, cái đình chỉ còn lại phần mái. Khi mở 7 cửa cống, chỉ còn thấy phần chóp đỉnh của cái đình. Và đến khi mở toàn bộ cửa cống, thì cái chòi nghỉ mát đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Báo cáo cho biết, tính đến 15 giờ ngày thứ Sáu, mực nước của hồ chứa Tân An đã giảm 0,25 m so với mực nước cao nhất 108,39 m khi cửa cống xả lũ được mở hoàn toàn vào ngày thứ Năm. Kỹ sư trưởng của Ủy ban Tài nguyên nước thành phố Kiến Đức cho biết, dòng chảy vào hồ chứa thời điểm cao nhất từng đạt đến 23.000 m3 trên giây sau khi toàn bộ cửa cống được mở. Dòng chảy vào hồ giáng hạ dần dần đến 5.770 m3 trên giây. Hiện tại có 23 làng quê và thị trấn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kính thưa quý vị,
Lũ lụt do mưa lớn ở các tỉnh Thiểm Tây và Tứ Xuyên đã khiến mực nước sông Trường Giang, cũng gọi là sông Dương Tử, tràn bờ trong những ngày gần đây, gây ra ngập lụt ở thành phố khu vực phía Tây của Trung Quốc. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời giới chức, mực nước sông ở thành phố Trùng Khánh có thể vượt quá mức an toàn, có nghĩa là bờ đê ở khu vực này có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Trong cuộc họp báo, Hội đồng nhà nước Trung Quốc cho biết lượng mưa ở khu vực dọc theo sông Trường Giang và sông Hoài đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1961. Trong khi đó, Thứ trưởng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Zhihao Suwen đã vô tình tiết lộ rằng hơn 4 triệu người dân đã phải sơ tán khỏi nhà mình vì đợt lũ lụt năm nay. Mưa lớn đã bắt đầu di chuyển về phía Bắc, đến khu vực có sông Hoàng Hà, sông Hải, sông Tùng Hoa và sông Liêu. Sông Hoàng Hà đã trải qua trận lũ lụt, nhưng các nhà chức trách vẫn giữ im lặng về tác động của nó. Hai trận lũ lụt liên tiếp, Ủy ban sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi của Trung Quốc đã thông báo rằng đỉnh lũ mới hình thành ở sông Gia Lăng, một nhánh sông chính của sông Trường Giang, đang đổ vào sông Trường Giang gần khu vực Trùng Khánh, một thành phố rộng lớn với hơn 30 triệu cư dân. Theo ủy ban này, đỉnh lũ sông Gia Lăng dự kiến sẽ kích hoạt một đỉnh lũ khác ở sông Trường Giang. Chính quyền thành phố Trùng Khánh cho biết khu vực thượng nguồn của sông Trường Giang cũng đang bị đe dọa bởi mưa lớn. Lũ lụt từ sông Gia Lăng và thượng nguồn của sông Trường Giang có thể khiến mực nước của hồ Trường Giang vượt quá giới hạn an toàn. Theo video mà người dân chia sẻ với The Epoch Times, các khu vực trũng thấp ở thành phố Mỹ Sơn, Quảng Nguyên và Đức Dương ở tỉnh Tứ Xuyên cùng thành phố Trùng Khánh đã bị ngập trong lũ lụt. Lũ lụt cũng đã được báo cáo ở Lực Dương, một quận ở tỉnh Thiểm Tây. Vào lúc 4 giờ 10 chiều ngày hôm nay, chính quyền quận đã ra lệnh cho tất cả người dân, bất kể nông thôn hay thành thị, phải di chuyển lên ít nhất là tầng 3 của các tòa nhà cao hơn 6 tầng. Chính quyền cũng liệt kê tên 9 khu nhà ở mà họ cho rằng đã quá cũ để chống lại lũ lụt có thể xảy ra. Nhiều thành phố khác ở tỉnh Tứ Xuyên như Thành Đô, Trấn A Bá và Miên Dương cũng báo cáo tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Trong khi đó, mưa lớn cũng đã gây ra lũ lụt dọc theo các khu vực của sông Hoàng Hà, thể là ở thành phố Lâm Nghi thuộc tỉnh Sơn Đông và thành phố Long Nam thuộc tỉnh Cam Túc. Mưa bão đã nhấn chìm các ngôi làng và gây ra lở đất. Không rõ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng, không có thông tin chính thức nào về các trường hợp chết hoặc mất tích. Trong khi mưa lớn đã gây ra lũ lụt lịch sử kể từ tháng trước, giới chức Trung Quốc từ chối tiết lộ tổng lượng thiệt hại do thảm họa. Người dân nói với The Epoch Times rằng chính quyền đã cấm mọi người đăng thông tin trực tuyến và chặn người dân tiến vào các ngôi làng bị sạt lở đất. Trong cuộc họp báo, ông Zhihao đã thừa nhận rằng trên toàn quốc, hơn 63 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong năm nay, với hơn 4 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình. Ông Chu cho biết hơn 17.500 người trong số những người bị mất nhà cửa đã được lính cứu hỏa hoặc cứu hộ hoặc sơ tán. Hơn 3,98 triệu người còn lại đã phải tự mình thoát khỏi lũ lụt. Thứ trưởng Chu cũng cho biết 2/3 diện tích đất ở tỉnh Giang Tây bị lũ lụt nhấn chìm trước vụ thu hoạch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Hoặc quý vị có thể viết thư đến ban biên tập để chúng tôi hồi đáp giúp các bạn.